Xuân Thủy xin mến chào cô chú cùng quý vị khán giả đang trở lại với kênh Công Giáo Yêu Thương. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại Đài Đức Mẹ cũng như là bên trong của nhà mục vụ của Giáo xứ Tân Mai, Giáo hạt Tân Mai, Giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối tháng của tháng 11. Con trở về đây đến bên mẹ và con đi xin thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn buổi chiều hôm nay tại đất Thánh Một, nghĩa trang Tân Mai. Con chia sẻ một số hình ảnh ở đây cho cô chú anh chị xem. Hình ảnh nhà thờ này của Giáo xứ Tân Mai. Bây giờ con quay nhà thờ Giáo xứ Tân Mai cho cô chú anh chị xem nhé. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Con đang đứng ở gần khu vực đầu nhà thờ và bên hông nhà thờ bên cánh phải đây. Đây là con đường này là sẽ dẫn vào đi dẫn ra nghĩa trang 1 và nghĩa trang 2 của Giáo xứ Tân Mai. Hôm nay là ngày cuối tháng thì tại đất Thánh Một vào lúc 6 giờ cha xứ cùng quý cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại đất Thánh Một của Giáo xứ Tân Mai. Đây là khu vực đài Đức Mẹ, một đài một Đức Mẹ đứng trên núi đá rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Này có thác nước này và có cá koi luôn, quá đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Những con cá koi này rất là lớn luôn cô chú anh chị này, cá trê này, không biết có phải cá trê cái gì mà to thế nhỉ. Con không quen lắm, nếu ai biết thì cho con biết nhé. Ở bên chân đài Đức Mẹ thì cũng có hương, có nhang, thì mọi người đến đây có thể là thắp hương viếng Đức Mẹ, xin ơn Đức Mẹ, xin Đức Mẹ phù hộ cho tất cả mọi người mọi sự bình an nhé. Ở đây thì cũng có kinh nha. Kinh kính Đức Mẹ hàng cứu giúp. Còn đây là nhà mục vụ cao rất là lớn luôn của Giáo xứ Tân Mai. Đây là bức phù điêu Chúa Chiên Lành. Bây giờ con sẽ trở về khu vực cuối nhà thờ để xem ở cuối nhà thờ người ta đang trang trí cũng như là chỉnh sửa ống sao để chuẩn bị kéo ống sao lên trên tháp chuông á. Hôm nay thời tiết ở Biên Hòa sẽ se lạnh cô chú anh chị ạ. Nhiệt độ thì nghĩ lúc này rơi tầm khoảng 28 đến 30 độ. Trời se se lạnh. Con cập nhật xem không khí chuẩn bị trang trí Giáng sinh ở nhà thờ Giáo xứ Tân Mai như thế nào. Đây là tượng đài Thánh cả Giuse này. Hãy đến cùng Giuse. Tại các bác thợ đang ấy này, đang trang trí này. Ở sau nhà thờ Giáo xứ Tân Mai thì rất là lớn. Ông ạ. Các bác thợ đang trang trí xem có cái bóng đèn led nào nó bị hư thì thay. Đây họ cũng đang hàn một số, không biết là hạng mục công trình mừng Noel năm nay của Giáo xứ Tân Mai như nào. Nhưng ở bên ngoài đường con thấy cũng trăng rất là nhiều cờ và đèn rồi. Các giáo họ cũng đang rục rịch chuẩn bị trang trí. Đó. Các ông đang làm. Mỗi năm lại bỏ ra trước cái ngày Noel để chuẩn bị. Anh ạ. Ông sao này cao tầm bao nhiêu mét anh? Chỗ. Vâng. Này chắc phải gần chục mét đấy nhờ. Em quay vui vui tí mà. Sắp sửa bước sang tháng 12 rồi. Hết tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Năm nay thì Giáo xứ Tân Mai kỷ niệm
70 năm thành lập giáo xứ 1945 và 2004-2024 giáo xứ Tân Mai. Sao rất là lớn luôn. Hôm nay thì với chứng kiến tại mắt ông sao ở bên dưới, chứ mọi lần thì đến giáo xứ Tân Mai thì kéo hết lên trên rồi. Biết bao nhiêu bóng điện. Cái này nó tới cả mấy nghìn bóng ấy, ông nhờ. Vâng. Cái này nặng có cả tấn ấy, hơn tấn ấy. Nặng cả hơn tấn ý. Hơn ạ. Tấn là cái gì? Vâng, nhìn thấy sắt cái đồ số này. Nặng lắm. Có bao giờ hơn tấn ấy. Nặng lắm. Mọi năm con toàn ngắm ở trên thôi, năm nay chứng kiến tận mắt là ở bên dưới. Bao giờ thì kéo lên trên hả ông? Thứ hai. Thứ hai nè. À vâng. Hôm nay thứ bảy rồi, ngày mai chủ nhật. Ngày kia thứ hai mọi người nhá. Thứ hai sẽ kéo lên trên nóc chuông. Quá lớn luôn, thì xem ớm chừng chắc phải gần chục mét luôn cô chú chị ạ. Hôm nay chứng kiến ở bên dưới, mọi năm toàn bên trên thôi. Đây, sẽ kéo đặt ở bên chỗ cây thanh giá kia mọi người kìa. Cây thanh giá kìa. Ở đây thì giáo xứ kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ thì có cửa năm thánh này, viếng nhà thờ này, sẽ được lĩnh ơn toàn xá mọi người. Giáo xứ của Tân Mai, Tân Mai thì hàng năm Noel thì rất là nổi tiếng tại ở Biên Hòa. Rất là nổi tiếng luôn. Đây, các bác cũng đang hàn. Chỗ này họ đang hàn nên là thì không ấy này. Thường mỗi năm thì người ta trang trí ở khu vực cuối đây này. Rất là đẹp. Năm nay thì họ đang làm hôm sau chuẩn bị kéo lên đến thứ hai này, sẽ kéo lên trên nóc chuông. Đây có cái tảng đá ghi là giáo xứ Tân Mai này. Rất là đẹp luôn. Thì giữa cây toàn cảnh cho mọi người xem nhé. Đó, nhà thờ giáo xứ Tân Mai này. Vậy thì cập nhật một số hình ảnh thông tin ở nhà thờ giáo xứ Tân Mai cho mọi người xem một chút vậy. Bây giờ Thủy sẽ đi bộ ra ngã đất thánh một nghĩa trang của giáo xứ Tân Mai. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng này, là buổi chiều hôm nay là 6 giờ có thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn an nghỉ tại đất thánh và cho tất cả ân thân nhân cũng như là các linh hồn đã về với Chúa, thì mọi người cùng hợp ý thêm lời cầu nguyện cho tất cả các ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa và các ngài sẽ phù hộ cho mình nhé. Ở đây thì khu vực nhà dân có một cây hoa giấy quá đẹp luôn cô chú chị này. Cây hoa giấy rất là đẹp, nở hoa đẹp lắm, màu hồng. Và bây giờ thì sẽ ra nghĩa trang. Đi bộ thì đây cũng phải tới mấy trăm mét luôn cô chú anh chị ạ. Ở nhà thờ giáo xứ Tân Mai thì hiện tại không có giờ lễ, giờ kinh gì nên là không có mở cửa. Ở các con hẻm các giáo họ thì chưa
chưa có trang trí Noel nhiều. Mỗi năm thì cứ phải là hết tháng cầu nguyện cho các linh hồn ấy thì bắt đầu giáo xứ Tân Mai sẽ trang trí. Đặc biệt là đi các ngõ hẻm này vào mùa Giáng sinh thì gần đến ngày Noel thì rất là đẹp, điện điện người ta trăng lên và làm hang đá rất là đẹp luôn. Đấy, thì sẽ đi bộ ra hiện trường này, tại vì hôm nay là ngày cuối cùng thánh lễ tại đất thánh trong tháng 11 này, thì mọi người về đây thắp hương thắp hoa cũng như là sửa sang mộ phần mộ của gia đình người thân mình nên là đông lắm. Bây giờ vào giấc này thì nghĩ là rất là đông, tại vì bên vỉa hè đây người ta buôn bán những lãng hoa hương nhang để phục vụ cho bà con. Sắp sửa đến đất thánh một rồi, nghĩa trang một rồi, có chú anh chị đến chỗ này thì rất là nhộn nhịp, mọi người đi ra mộ. Đây là đất thánh mọi người này, nghĩa trang. Đây bán hoa rất là nhiều luôn, bán hoa bán hương. Đây thì có bảng chương trình lễ này. Đây là ngày này, hôm nay ngày cuối này, ngày thứ bảy này, ngày 30 tháng 11 năm 2024 lúc 18 giờ thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang một này. Và sẽ không có thánh lễ lúc 17:30 và 19 giờ tại nhà thờ. Đấy là hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11. Các bác bán hương hoa này. Bà đã sáng giờ bà bán nhiều chưa bà? Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông. Đây là đất thánh nghĩa trang giáo xứ Tân Mai này. Quá rộng lớn luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, mọi người ra người ta sửa sang lại phần mộ và cắm hương hoa ấy. Tại trong tháng 11 này thì họ cũng ra đây viếng rất là nhiều. Nhưng mà mấy vừa rồi thời tiết nắng, hoa những cái hoa tươi thì nó héo. Nó héo. Nên là bây giờ người ta sẽ ra sửa sang lại. Ở đây ngày mà lễ thì người ta sẽ mở nước cho bà con lấy để tưới hoa cũng như là rửa phần mộ. Thì chân thành cảm ơn cô chú cùng quý vị luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng với kênh Công Giáo Yêu Thương, cố gắng cập nhật nhiều hình ảnh về nhà thờ cũng như là các điểm trang trí Noel của các giáo xứ gửi tới cho mọi người. Kia là nhà chờ Phục Sinh mọi người nhé. Nhà chờ Phục Sinh thì chiều nay các cha sẽ làm thánh lễ ở trên đó, lễ đài ở trên đó, quảng trường Phục Sinh. Thì sẽ quay một vòng để cho mọi người hình dung được nghĩa trang của giáo xứ Tân Mai rất là lớn. Cool. Rất là lớn luôn, đi có một mỏi chân luôn cô chú anh chị ạ. Đất thánh giáo xứ Tân Mai thì những người ăn nghỉ đây thì hầu như là ở Bù Chu, Phát Riệm rất là nhiều, và Thái Bình. Ở Bù Chu ở đây chắc phải 80 đến 90% là
quê quán ở Bù Chu luôn mọi người này. Đó, toàn Bù Chu hết. Thì zoom cho mọi người xem này, đó. Ở Báo Đáp Bù Chu này. Bên này cũng Báo Đáp Bù Chu này. Này Bù Chu này, linh hồn Phêrô. Kia là nhà thể thao đa năng của giáo sư Tân Mai. Này, mọi người mộ người ta ra rửa mộ rất là đẹp luôn. Cũng Báo Đáp Bù Chu này, quê Bù Chu rất là nhiều. Thì cập nhật một chút hình ảnh tại Đất Thánh Giáo sư Tân Mai chia sẻ cho mọi người nhá. Đặt á? Tớ đông quá sợ không lấy được nữa. Xong đặt luôn. Để nắng rồi nhéo. Để nắng từ giờ đến chiều luôn nhéo cô nhỉ. Bông nào? Bông tắm không phải bông này. Cắm con nước ấy, có bình ấy, đằng nào cũng héo. Không em còn để đây. Cho các cụ hít hương hoa sớm. Để phù hộ. Để các cậu cụ phù hộ trước cho. Rồi, Thủy chân thành cảm ơn tất cả cô chú cùng quý vị khán giả nhé. Thủy cập nhật một số hình ảnh tại Đất Thánh cũng như nhà thờ Giáo sư Tân Mai chia sẻ cho mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn an nghỉ tại đây, sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé.